Đây là một trại phân trùng quế ở Củ Chi, và người ta sẽ nuôi trong những cái trên thì người ta giăng bạt. Và bên hông thì người ta cũng cũng có giăng bạt luôn. Điều kiện ở đây thì rất là ẩm thấp và mát, dưới các tàn cây rất là lý tưởng cho phân trùng quế phát triển, cho con trùng quế phát triển. Còn em bên trồng lan, em chỉ quan tâm phân trùng quế nó tốt như thế nào với lan thôi. Đây là con trùng. Wow. Trùng là giống con giun mình chứ có gì Dạ đâu đúng rồi, khác. con giun đấy. Là con giun mà mình hay đi câu cá là con Đấy, này đấy, luôn đúng con không? này đấy. Con Ồ. này, nhưng mà con này là con nhập chứ không phải là con ở đất. À, Nhà ở nhập đất, hả? dạ. Ý là giống này giống lai từ nước ngoài nhưng mà Ừ. Nhật rồi vậy. Xong rồi nuôi được là còn phân nữa dưới này này. Phân nó ở đâu anh? Sau mấy tháng hay là 5 tháng là phân trùng là mình lấy cái lớp ở dưới này. Dưới cùng á Dạ, hả? đây là phân mịn này. À. Phân nguyên chất thì nó có độ ẩm này, có độ Ừ. ẩm cỡ Trong 60. mấy cái Dạ. này thì nó có cái gì 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 trong đó? Này trứng kén, hệ thống trứng kén với hệ vi sinh vật. Ừ. Đa số hệ vi sinh vật có lợi cải tạo đất đồ đấy anh. Nên Ừ. đỡ chống nấm nên ra cái nấm bệnh nó vào đây nó không sống được. Không sống được hả? Dạ. Tại sao? Ý là đối kháng, nấm đối kháng nó nhiều À, và cái vi sinh vật à đối kháng nó nhiều hơn. cái Chicho đặc ma anh. Không, cái môi trường này các hệ vi sinh vật các chủng chứ không phải cái chi cô đơn ma nó không nằm ở trong này. Ừ. Ma thằng nấm khác nên hệ vi sinh vật À. và đối kháng. Đấy, trùng nuôi nó nhiều vậy. Ừ, nhiều dữ ha. Quá trời luôn. Khắp mọi nơi luôn. Em thấy cái lớp trên như nó có cái lớp gì nữa mà. Cái lớp này là như cái khi phân bò mình cho ăn vào nó chưa phân hủy hết đấy. Thì con trùng nó ăn nó xử lý rồi từ từ nó mục ra nó mụn vịn vậy đấy. Còn lớp trên này nó phân bò bình thường đổ vào mà nó ra như vậy đấy. Ồ vậy hả? Dạ, nó Ừ, ăn em hết hiểu cái nước, cái chất xong nó còn cái sơ rồi. Rồi rồi của em trong hiểu ruột con bò đấy. rồi. Ừ. Tức Đó. là cứ 3 tấn phân bò thì sẽ sản xuất ra được 1 tấn ba phân trùng khối quế. ba khối khoảng 3 khối phân bò. Dạ, 3 khối phân bò thì Dạ, sản phân xuất bò ra thì được. dễ tính khối hơn là tính tấn, phân bò nó ướt. Rồi ok em hiểu rồi, Dạ. cảm ơn anh. Tức là phân trùng quế sản xuất bằng cách là thả phân bò vô cho con Đúng rồi. trùng nó ăn, rồi sau đó là mình sẽ 3 khối thì sẽ còn lại 1 khối phân trùng quế. Phân trùng quế thì như thế này, và sau đó mình sẽ đóng 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 thành bao. Và phân trùng quế thì đặc biệt là dùng trong lan thì cực kỳ tốt. Rồi bán này con, đây bên hoa lan đẹp cũng đang lấy phân trùng quế trực tiếp từ trại trùng quế để về bón cho hoa lan. Dạ. Máy móc bây giờ người ta bắt đầu làm là cho con trùng vào trong này nguyên con trùng không, con trùng ấy thủy phân, thủy phân là chủ nữa là cho máy nó quay À, nó thủy phân là tạo ra dịch dịch trùng quế. ra ra enzyme cho enzyme vào thủy phân À, cho enzyme vào là thủy phân nó. đấy, là nguyên con trùng còn sống nguyên đấy, cho Dạ. vào thủy phân thì nó ra thành cái dịch Cái dịch trùng. trùng quế, cái can Dạ, dịch trùng quế hồi nãy. cái dịch trùng đấy nó ra thành thành phẩm như vậy. Thành phẩm là như vậy. Dạ. Cái này là tư lan cực kỳ tốt luôn đúng Dạ. Trời ơi, làm nhất nó ngâm đâm ra rễ nó rồi. Dạ. Đấy. Ngoài ra con trùng quế của anh còn sản xuất cho cái chuyện gì ngoài dịch trùng quế này Dịch ra? trùng quế thôi, làm trùng đông lạnh nghe. À, Trùng đông trùng lạnh. trùng đông lạnh. Đông mình làm trùng đông như thế này. Sao mình phải tủ lạnh phải kẹp thêm nữa hả? Dạ. Trùng đông á. Sợ nó không kín hả? Trùng đông, dạ. Trùng đông lạnh là dùng cho mục đích gì ạ? Nhờ cho cá lươn nó thức ăn. À, Dạ. cá lương Cá thức kiển ăn. rồi đó. Dạ. Rồi ok. Thế rồi quay vậy là khoảng bao lâu Cái là này là 1 ngày đấy, là 1 ngày được 1 mẻ. À, một ngày một mẻ Dạ. ra được bao nhiêu lít ạ? À, 1 mẻ thì tùy theo cái nồi này lớn hay nhỏ. Dạ. Dạ, nồi 50, nồi 100, nồi này của em là 50. Dạ, cái nồi 50, là Dạ. 50 lít đó đúng không? Dạ, 50 lít. Ra được 50 lít dịch Dạ. trùng quế. Cứ mình cứ vô 50 can. ký thì không được 50 lít bởi vì À, nó phải hao đi, nó nó còn bay hơi. sát tùm lum phải không? Sát Bay nên hơi. nó bốc hơi nước Rồi rồi, cảm ơn đi. anh.